Xin chào các bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu một số chiến thuật cơ bản trong cờ vua. Đây là chiến thuật và vỡ lòng thôi. Ở những bài này thì đây là chúng ta sẽ chiếu hết trong vòng một nước. Ở đây phân tích thì ta thấy là bên trắng đang có một xe và một tướng. Như vậy sau khi nó sẽ di chuyển sang để chiếu hết. Ở đây ta thấy là gì đây? Hai vua đang ở vị vua đối vua và ta chỉ cần cho xe lên vị trí hàng số 8 mà sẽ chiếu hết được. Rồi. Đó là phòng ván thứ nhất. Rồi sang ván thứ hai. Đây cũng vậy, vua đang ở vị trí số 8 và bị ba con tốt cản. Như vậy ở đây trong ván này ta chỉ cần chiếu hết bằng xe. Xe xuống hàng số 8 chiếu. Là ván thứ hai. Tiếp. Đây là đi nước nước đi. Như vậy ở thấy ở vị trí H6 là con tốt đang giữ thì vua không thể lên được. Như vậy ở đây chắc chắn chỉ chúng ta sẽ chiếu hết bằng xe. Như vậy chúng ta sẽ ván thứ ba xong. Tiếp tục ván thứ tư. Ở đây là chiếu hết bằng hai xe. Ta thấy ở hàng thứ bảy thì có một xe đã chiếm giữ. Do đó, ở đây tôi sẽ chiếu hết cho một nước. Ta sẽ dùng xe ở hàng 1 chiếu và ta sẽ thắng. Tiếp tục ván thứ năm. Ở đây ta thấy con tướng sau khi lên ở đây vị trí giữa hai vị trí thì con tướng đen không thể sang ở cột B. Do đó bây giờ ta sẽ chiếu là gì? Xe sang chiếu đây. Ván thứ năm. Ván thứ sáu. Ở đây con mã đang chiếm hai cái ô là B6 và B8. Do đó vua trắng thì bây giờ không còn, chỉ còn đi ra nước 6 và 8 thôi. Hàng 6 và A8 thôi. Như vậy ta sẽ dùng xe chiếu hết. Ván số 7. Ở đây con tướng chỉ còn ba nước đi. Tuy nhiên ta có thể chiếu hết bằng cách như sau. Sẽ dùng chiếu hết bằng xe. Xe sẽ lên H8 và khi đó phe vua sẽ bị chiếu hết. Con số 8. Ở đây các bạn nghĩ sẽ chiếu như thế nào? Ở đây ta thấy là tình hình như thế nào. Con mã đang chiếm giữ cái ô B8 này. B7 cũng đang chiếm giữ này. Còn B A7 và B8 thì đã chiếm giữ. Còn xe chiếm giữ cái hàng 7. Ở đây ta chiếu hết bằng cách dùng xe đánh dùng vốn ra chiếu. Và ta sẽ chiếu được. Rồi. Bây giờ nó được trắng đi và sẽ chiếu hết. Như vậy ở đây bên đen chỉ không còn lựa chọn nào khác. Thì ta sẽ chiếu hết bằng cách như sau. Được xuống hàng 1. Bây giờ sẽ chiếu hết. Đáp án thứ 9. Ván số 10. Bây giờ được trắng đi. Chẳng sẽ chiếu hết như thế nào? Ta thấy con tướng nó chiếm giữ hai cái đường chéo cho nó, ta sẽ đơn giản bằng cách chiếu hết như sau. C chiếu. Rồi, ván thứ 12. Ở đây con tốt thì đang giữ cái ô H6 và con mã thì không giữ cái ô G8, do đó ta sẽ dùng xe chiếu hết đây. Đó. Ván 12. Các bạn là ta thấy là con xe, nếu con xe đưa xuống
Hàng số 8 thì chúng ta vẫn chưa thể chứa hết trong được ván cờ này. Thì đó ở đây chứa hết bằng cách đơn giản là chúng ta sẽ dùng một xe đây chiếu trước. Ở đây chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Như vậy đây là một số chiếu hết cơ bản trong cờ vua. Đây là những bài cơ bản thôi. Hy vọng rằng nó cũng giúp cho các bạn giải trí và hy vọng nó cũng giúp được cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.